Vinh dự hơn nữa, anh Nguyệt được cộng tác cùng tập đoàn Disney. Và ngày hôm nay, anh Nguyệt vô cùng hạnh phúc khi được dự buổi tiệc sinh nhật tròn 5 tuổi của công ty WinWin 9319. Một buổi tiệc đầy cảm xúc vì nhờ 9319 nên anh Nguyệt mới có được sự nghiệp Disney như ngày hôm nay. Và chia sẻ với cả nhà, Nguyệt đã biết giám đốc Ngọc Mỹ chúng ta hơn 13 năm qua, cũng đã từng cộng tác với nhau vài công ty LM. Và trong thời gian ngắn đó, anh Nguyệt được rất nhiều, được sức khỏe, được tiền của, được du lịch và được học hỏi từ chị về tư duy làm chủ, tư duy của người giàu. Và rất may mắn chính Nguyệt vào một ngày đẹp trời được nhận một cuộc điện thoại. Chị chia sẻ với Nguyệt dòng sản phẩm giúp anh Nguyệt phục hồi sức khỏe, sắc đẹp và cả tài chính. Anh Nguyệt đón nhận ngay và dùng một liệu trình 5 hộp sản phẩm với chú chút. Nhờ vào sự quyết đoán của anh Nguyệt vào ngày 14 tháng 3 năm 2020, nên ngày hôm nay gia đình anh Nguyệt hoàn toàn thay đổi được chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe, sắc đẹp, tài chính và giá trị của cuộc đời mình. Đối với biết đây là cơ hội tỷ tỷ năm có một, biết đây là cơ hội lịch sử của đời người, biết đây là cơ hội có một không hai. 9319 với Nguyệt là hơi thở, là máu, là nhịp đập của con tim, còn 9319 là còn có Nguyệt. Thì nhân dịp ngày hôm nay, cho Nguyệt gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến người sáng lập tập đoàn Disney, Chủ tịch tập đoàn Disney, Ngài Ricky Bell. Anh Nguyệt cảm ơn Giám đốc Disney quốc tế anh Nick Lim, Giám đốc Disney Việt Nam anh Tắc Văn Hào, chị Nguyễn Vi, Hoàng trợ lý của Giám đốc Disney Việt Nam đã luôn luôn hỗ trợ và giúp đỡ gia đình 9319 bằng cả tấm lòng vàng. Anh Nguyệt cảm ơn thuyền trưởng của team 9319, người thầy mà suốt cuộc đời này anh Nguyệt phải khắc ghi hai từ cảm ơn. Thầy luôn luôn truyền động lực, kiến thức, kỹ năng trong ngành LM, kỹ năng trong giá trị trong ngành LM, giá trị của cuộc cho đi của đời người. Anh Nguyệt xin trân trọng cảm ơn sponsor Võ Hồng Tâm. Cảm ơn người ơn, người ân nhân của gia đình anh Nguyệt. Chị đã giúp cho anh Nguyệt thay đổi được sức khỏe, sắc đẹp và đã tái tạo cuộc đời anh Nguyệt thêm một lần nữa. Chị là một vị Bồ Tát giữa đời thường. Chị đã giúp cho hàng trăm ngàn gia đình thay đổi được chất lượng cuộc sống nhờ vào cơ hội biết đây, nhờ vào sự hỗ trợ thanh khoản trong 24 giờ của chị, đó là giám đốc WinWin 9319, chị Lê Ngọc Mỹ. Chị cũng là người đỡ đầu trực tiếp của anh Nguyệt trong doanh nghiệp này. Anh Nguyệt xin trân trọng cảm ơn, biết ơn sponsor Lê Ngọc Mỹ. Và anh Nguyệt cũng không quên gửi lời cảm ơn tận trái tim mình đến toàn thể quý chú chị và các bạn đã tin tưởng và đồng hành cộng tác cùng anh Nguyệt trong suốt thời gian vừa qua và sắp tới. Anh Nguyệt xin hứa sẽ nỗ lực hơn nữa, sẽ cống hiến hơn nữa, sẽ tâm huyết với sự nghiệp Disney hơn nữa đến hơi thở cuối của mình. Anh Nguyệt trân trọng toàn thể quý chú chị và các bạn. Các chị thấy phần giao lưu và chia sẻ của chị ạ.